Ngày 17 tháng 10, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công an quận 12 điều tra làm rõ ràng vụ người con trai đi bị bắn ở khu vực. Nạn nhân là anh L. T. D. 35 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Theo điều tra sơ bộ, khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở con hẻm 94, đường An Phú Đông 9, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng nổ lớn phát ra. Nghi ngờ nên mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh V nằm bất động cạnh vũng máu. Kiểm tra, anh V đã tự chiến với vết yêu đương xuyên thấu đầu. Sự việc được báo cho công an. Hiện trường vụ án. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai điều tra. Qua lấy lời khai, công an xác định anh V cùng nhóm người chơi tới nhà người chơi ở phường An Phú Đông, quận 12 chơi. Sau đó, chủ căn nhà nắm theo súng đi ra thì xảy ra vụ nổ. Mọi người thấy anh V nằm gục nên kéo nạn nhân ra trước căn nhà. Hiện công an đang điều tra làm rõ ràng vụ án.